Lý Nhã Kỳ bức xúc bác bỏ tin đồn bị bắt, cần tin gì hỏi luôn chủ em cho chính xác. Cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ trở thành tâm điểm dư luận khi liên tục vướng phải tin đồn bị bắt rồi rửa tiền cho đại gia. Dù đã thực hiện livestream tại nhà riêng để đính chính, nhưng tin đồn đó vẫn tiếp tục bủa vây và gây ảnh hưởng đến tên tuổi và hình ảnh của Lý Nhã Kỳ. Từng vướng phải nhiều tin đồn trong suốt quãng thời gian gần 10 năm tham gia showbiz, nhưng đối diện với tin đồn lần này, Lý Nhã Kỳ vẫn không khỏi sốc. Mới đây nhất, một bài viết đăng tin về Lý Nhã Kỳ bị bắt và còn xảy ra nổ súng. Tiêu đề bài viết trên Facebook này đã lập tức gây sự chú ý của cư dân mạng. Ngay sau đó, trên Facebook cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ lại bài viết sai sự thật về mình. Kèm theo đó, cô bày tỏ bức xúc khi chủ nhân của tài khoản mạng kia đăng tin thất thiệt. Cô đã đáp trả lại như sau. Sự im lặng của mình lại vô tình giúp cho nhiều người được quyền lớn tiếng và luôn tỏ ra nguy hiểm vậy sao? Nếu ai đã đăng những dạng thông tin như thế này và nói nguồn tin đáng tin cậy, vậy sao lại xóa bài? Chỉ cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác nè. Hiện tại dòng chia sẻ của cô đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đa số mọi người đều ủng hộ cho Lý Nhã Kỳ, yêu cầu cô nên làm rõ vụ việc trên để tránh những rắc rối không đáng có. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.